Dạ xin chào cả nhà, hôm nay thì mình ghé đường Phạm Thế Hiển của quận 8, mọi người ở đây phường 4 quận 8 này. Ở đây cái địa chỉ là 941 à. Để quay cái bánh canh Mỹ Tho. Đặc biệt là cái bánh canh này là coi như là rẻ nhất Sài Gòn này. Bánh canh tô nhỏ có 10.000 à. Đặc biệt là 35.000. Đây, trong con hẻm này. Dạ đây là cái xe bánh canh Mỹ Tho là có giá là 10.000 cái tô nhỏ nha. Đây có phần da heo, đây là sườn cầm, đây là thịt nạc, tôm, mực, giò. Giò, tôm, mực. Sườn, giò, nạc, tôm, mực. Ăn nạc hay ăn sườn hay gì chăng? Hả? Lấy sườn hay lấy nạc? À, 10.000. Mười quán. Đây. Cái mấy cái bịch dùng trước đây là giá hay sao? À đây, 10 quán. Nạc không vậy là 10 nè. Dạ. Còn này sườn cũng 10. Ăn nạc ăn sườn là 10.000 con. Ủa, cái sườn cầm cũng 10.000 luôn. Ừ, 10.000 tô luôn. Con giò là 15, 20 tùy theo. Dạ. Còn hải sản thì sao? À, hải sản là 20. Ừ. Dạ. Ăn hết xe luôn là 35. Hết xe là bằng thập cẩm á ha. À, đầy đủ có nghĩa là gọi là ăn hết xe. Ăn. Ở đây là chị bán tầm 11 giờ là chị bán đến dạ. 6 giờ. 6 giờ chiều. Đây cái phần đây mình làm sẵn đây là giá nhiêu? 10.000. À 10.000 đây. 10 quán. Còn này là phần đầy đủ nè. Dạ. Một đầy đủ phần là đầy đủ. Sườn, giò, tôm, mực. Đó là gọi là cái phần đặc biệt. Đúng rồi, là cái gì nó cũng có hết trơn á. Dạ. Thương ít, hoặc là ăn sạch xe, ăn sạch xe luôn. Cũng tùy, có nhiều người người ta ăn bánh canh á. Cho nên là người ta chỉ ăn nạc hoặc là ăn bánh canh quýt da thôi. Dạ. Mình làm những cái bịch sẵn và bán cho lẹ ha, cho người ta mang về ha. Cái này là mình làm để bán mang về đó, là người ta mới đứng đợi. Tuy là cũng tiệt á. Dạ. Này thường khoảng mấy giờ là khách nó nhiều gì? Cũng tùy trai, có hôm học sinh đi học về đồ á, trưa về nè. Chưa vậy. Là xế chiều. Hôm là nó rải đều cả ngày luôn vậy đó. Nhưng mà bây giờ giờ mà tầm tan sở á. Dạ. Tan tầm á ha. Tan tầm là đông. Đúng rồi. Nhưng mà thấy cái vật giá thì là nó tăng nhiều á, sau nhiều năm rồi mình vẫn giữ được cái bánh canh 10.000 hay vậy. Chung là mình bán như vậy nè. Là mình mấy người mà người ta ghép hay lao động đồ á. Dạ. 45. Cái chén mực trứng với huyết 25 với cái tô mực 20 nữa. Những người có cái thu nhập thấp này có bữa trưa ấm bụng ha. Nói chung là cũng có. Với lại mấy người mà người ta giá từ vé số hay là người người ta thích ăn cái loại mà bánh canh bột gạo nè nè. Dạ. Đó người ta ăn nhiều lắm. Ăn cái này thì nó không có ngán, giống như mình ăn cơm vậy đó. Dạ. Mau đói lắm. Ăn y như ăn cơm vậy, nó tiêu nó lẹ vậy. Ngày nào có người ta, ngày nào ta cũng ăn cho em. Dạ. Bởi vì ăn ở đây nói chung là cũng tiết kiệm được chi phí. Hai tô nấu dạ. Cảm ơn con nha. Đó, hai tô 20.000. Nhưng mà bán cái giá 10.000 vậy thì sau nó có lời được. Khi mà cái vật giá nó cao quá,
xăng dầu là nó cũng tăng nữa. Thì nói chung thì nó cũng bù qua chế lại, có những tô mình bán giống như kiểu mình bán tô khi người ta ăn 15 ngàn hay là người ta ăn 10 ngàn rồi người ta muốn ăn thêm ăn biết gia thêm hay là bánh canh thêm vậy đó. Dạ. Là nó cũng no rồi. Cái tô nhỏ giá 10 ngàn đây là mình bán mấy năm rồi gì? Nói chung là từ đó giờ chị bán, từ lúc chị bán tới giờ. Từ lúc mở cái quán này ra luôn. Đúng rồi. Là đã có cái tô là 10 ngàn rồi. À. Nay được bao nhiêu năm rồi? Đến nay là cũng được 4-5 năm rồi đó cha. À 4-5 năm rồi đó. 4-5 năm vẫn giữ được cái giá. Hay á. Cái đó là đọc chưa? Chị ơi, làm cho em. Dạ. Để cho mọi người biết cái tô 10 ngàn là như thế nào. Là tô sườn tô nạc nha. Dạ. Đây giò. Đúng rồi. Đây sườn giò với sườn cọng này. Vậy là cái nghỉ là một tháng mình nghỉ 2 ngày. Đúng rồi. Tháng nghỉ 2 ngày. Rồi bây giờ là làm hai tô để thử thức nha mọi người. Cái mọi người để thấy được kia hai tô bánh canh 10 ngàn ở đây như thế nào và cái tô gọi là đặc biệt như thế nào ha. Cũng 10 ngàn đó hả? Ừ. Còn đây là làm tô đầy đủ đây. Phải có hai miếng sườn, một miếng giò và hai thịt và tôm nha mọi người. Tô đấy là 30 đúng, 35 đúng chị? 35 đúng. Dạ. Rồi, là tôi có thêm một miếng mực. Đây là gọi là phần đặc biệt à. Đây là tô đầy đủ ha. Dạ. Với mọi người thấy chưa? Có 35 ngàn thôi mà mọi người có hai miếng sườn này, một miếng giò, rồi mực rồi. Dạ. Ơi chị đặt ra bàn giúp em nhé. Rồi cho bàn nào cũng được. Bàn số 7 đi chị ha. Bàn nào em. Còn tô này là tô nạc. Tô nạc dạ. Tô nạc thêm huyết nè, thêm huyết đó, thêm 5 ngàn huyết vô. Thường người ta ăn huyết vậy đó ha. Tôi thích ăn thêm vậy đó, tô này là 15 ngàn. Rồi. À, tô 15 ngàn. Cái ba tô này anh em cũng mình nha. Hai anh em mình sẽ ăn đây. Không, cái tô này là của khách. Tô này. Chị làm cho anh thêm một miếng huyết da đó hai. Nhiều người vô ăn tô 10 lắm nha. Chứ không phải là ít ra. Dường như là tô 10 với tô 15 đó thông dụng ở đây. Dinh dưỡng và năng lượng mọi người ạ. Mình coi cái cảnh cô gái rất xinh đẹp đang một con cái canh. Bật lên của bán cho bánh canh hải sản ha. Bánh canh mực là 20 ngàn đồng tô. Bánh canh mực đây ha. Có ngày là giò với thêm thịt nạc vô là 20 ngàn. Dạ. Đây bánh canh 20 ngàn. Đây là 941 Phạm Thế Hiển, 941 hồi nãy ngoài cái bảng kia có rồi. Để đường số 7 á. Ném đường số 7. Tiếp tục tăng những cái mực mới luộc ra nóng nóng hổi luôn, nhìn ngon quá. Công nhận
mực ruốc, tôm khô. À, cái này gọi là ruốc, nấu cho nó ngọt nước ha. Ừ, có tôm khô, à, có tôm khô nữa nè. Có mực nữa. Trời, ăn vậy ăn cái nước nó ngọt quá trời. Nhân sâm. Ồ. Có nhân sâm nữa không? Có con của Alaska nữa nữa không? Con ruốc hỏi con Alaska con gì con ruốc. Có nào chị? Nè cái này là nhân sâm nè. Dạ, à, là nhân sâm nè. Ồ. Cái con của Alaska nữa nè. Có gì? Tôm khô. Tôm khô. Ủa, chị em tiếc sao chị em không nữa? À, cô chị đừng nói vui vậy. Rồi chị làm lại cho em xem. Ôi trời, đã quá. Đây là rau mực. Cái đó là rau mực kết. Nguyên con của nó có trứng mực nữa. Đã quá. Chưa có ra. Có, đây nè, cái này là rau. À, đây phần rau này. Đây là rau mực. Bánh canh rau mực thì cũng 20.000, bánh canh mực cũng 20.000, còn đây là trứng mực nè. À, cái trứng mực kia kìa. Đây nè. Ồ. Ngon nha. À. Đọc chiêu ha. Rồi cái trứng mực có to trời. Ở đây nè. Đây là trứng mực nha. Trời nhìn hấp dẫn ha, cái trứng mực còn lại tuyệt đấy. Có khi con mực có trứng, có khi con mực nó không có trứng. Dạ. Nhìn ngon thiệt á. Đi dọn đi chút ha. Đây miếng nữa nè để dành chút. Đó tùy theo á. Ai muốn ăn bình thường là một tô là 20 á. Dạ. Yeah. Học sinh đồ mấy người bán vé số đồ á, ta có thể ăn được. Mặc dù cái bánh canh bán giá rẻ rất là bình dân nhưng mà cái tủ nhìn hấp dẫn quá. Cái tủ bây giờ ra đồ hấp dẫn quá. Bánh canh này là bánh canh bột gạo, bánh canh Mỹ Tho nấu vậy chứ bánh canh của mình này là bánh canh bột lọc là nó nấu vậy nó bỏ vô vậy là nó dính bỏ mút luôn. À vậy ha. Còn cái này là bột gạo không có cái gì mà nó dính gì mút là nó rồi. Nó có bột năng cái nó đổ nhựa. Giống như chị bán con tô 10 ngàn đó. Cái nguồn ăn tô sườn bánh canh sườn. Ba mươi cành, ba mươi quan, ở đây là trường 30 quan. Bánh canh sườn, bánh canh sườn là mấy cọng sườn gì? Đây là chị giờ là 4 cọng luôn hả? Thì là 4 cọng luôn đó, đúng một câu của nó là. Dạ. Ba mươi quan. Hay à, 30 quan.
À đây là cái tour đặc biệt nè mọi người, đặc biệt ở đây là 35 ngàn. Đây có nguyên con tôm ha. Có cái cọng sườn này, hai cọng sườn luôn. Rồi có một cái có thấy không, hai cọng sườn luôn. Đây mực nè, còn một miếng giò nữa anh. Ồ, còn một cục giò như này nữa. Ồ, cái tô đặc biệt 35 ngàn chất lượng quá. À, chẳng chẳng biết nha. Chị là từ hồi là bị rung tay thằng cái tay nó rung rung hả? À. Chị có nắng gì? Tay bị ngấy. Chị gái này hay dùng như câu mà rất cổ trang của Trung Quốc luôn. Thu được 30 gì? 30 quan. 30 quan. 35 quan. Ồ, chất lượng ha, cái tô này 35 ngàn quá chất lượng rồi. Rồi, quay cho mọi người thấy nha. Đây là tô huyết. Đây gọi là cái chén huyết thêm, có nghĩa là nhiều người họ ăn thêm chén huyết da này. À. Anh ăn thử xem nào. Hả? Rồi. Ngon rồi. Có nghĩa em đây cái tô bánh canh nhỏ, gọi là cái tô nhỏ 10 ngàn đây. Nó cũng có một cái cọng sườn luôn nha. Rồi có da. Rồi bánh canh. Đó. Cái tô 10 ngàn á. 10 ngàn mà có được cái cọng xương ra là chất lượng quá rồi. Mình thử với anh ơi. Em đói lắm rồi. Chắc phải để bao lâu xuống ăn đi. Đây, cái tô đặc biệt ở đây làm nhìn hấp dẫn quá. Bánh canh này là bánh canh mì tho, bánh canh bột gạo. Dạ, bánh canh bột gạo của mì tho này. Trời. Sao mà lấy một tô 10 ngàn tô đặc biệt vậy rồi ăn sao công bằng được. Thôi chết dạ. Nằm em thì phải ăn thèm bắt nặng anh ơi. Thôi ăn luôn cái chén này đi ha. Ừ rồi ok. Chứ thực ra em là em muốn ăn cái chén này lắm. À. Cái tô của anh á. Ồ mà hai cọng xương ra. Nhưng mà anh biết sao không? Mới đặt xuống đây mà anh đang ngồi. Ồ. Anh em cho đũa vào đó rồi thì em làm sao còn có cơ hội được thưởng thức nữa. Làm sao có cơ hội để trải nghiệm, để review cho mọi người biết rằng cái tô đặc biệt nó như thế nào. Thì thôi nằm em thì ăn thèm bắt nặng thôi. Tí nữa để bụng ăn món khác mới ăn cháo à. Ngon đấy. Quán này nước dùng cũng ngon đấy. Ngon. Nói chứ rẻ mọi người. Ngon đấy. Mình mà quay một video mình rất cái kiểu mà quần là ăn rồi á. Thường đi quay là hay anh mình hay là đứng mà quay từ kiểu bản thân mình cái kiểu đúng không ạ? Ok anh ăn rồi. Cái tờ bánh canh nó mềm ha. Quay ra thì như tí à cái nước à đủ ngọt, ăn miếng mực ngon thôi. Nhưng mực ngon không? Ngon không? Không chưa được. Thì em hỏi anh ngon không mực thì em có được ăn đâu. Em ăn huyết không à? Người mình huyết không? Chén huyết nữa. À, chén huyết dài. Nhưng mà thật sự ngon như vậy là chưa nào mình cũng ăn mà gần gần ở đây đúng không? Đưa ra là một tô khoảng 15 ngàn là được bạn ha. Nên nói ngay giờ đây em đang gặp khó khăn rồi. Nhưng gặp công việc không gặp không thuận lợi. Thế nên là chưa nào này cũng chạy ra đây mà ăn được. Nhưng vấn đề là mình còn đi quay thế nên không được chạy ra đây được. Còn ăn một khác có phải không? Để chúc cho các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
máu khó mềm này cho nên là gặp rất là dễ. Ớt cay quá, rất ngon. Em mà bị đau bao tử, em mà bị đau bao tử nữa, lại còn cái nước cay mà cay mới ngon. Chào mẹ.